はい、はい、お疲れさん。はい、N さん、お時計なんです。うん、大丈夫。Trai của giám đốc và chú ruột của ca trò của tổ trưởng. Thế là hôm trước đi trên đường làm về, ông này thì không biết đi ô tô, ông này lại chỉ đi xe máy. Thế là chẳng may bị gặp tai nạn, ô tô đâm. Thế bảo là bị bên sườn có sáu cái xương sườn, gãy bố năm cái. Mình nghỉ làm 3 tháng, không biết nằm viện là mấy tháng. Hôm nay cách là được tầm nửa tháng từ lúc bị tai nạn đấy. Hôm nay mình có thời gian để đi thăm. Tuy là bố của trưởng xưởng nhưng mà bố trưởng xưởng em trai của giám đốc nhưng mà vẫn đi làm như các công nhân bình thường, thậm chí còn làm còn dữ dội hơn. Bởi vì công việc người Nhật nó việc làm rất là bế, quản lý thì hẳn quản lý làm cũng còn nhiều hơn công nhân, thì không như Việt Nam. Phải không, Việt Nam già rồi phải bế bế hỏi vẫn phải bưng bê vác cá, làm việc nặng hơn, thậm chí nặng hơn cả từ học sinh một thôi nhiều. Khỏe lắm, không may giờ nằm. Tôi lúc đầu tôi chỉ gọi là ngoài trời rất là mưa, lúc đầu tôi chỉ bảo là ông ý đi uống rượu, là đi mua rượu về đi tặng quà. Mấy cái bà người Nhật họ không nên mua rượu. Thế là thôi, rồi đi mình đi không có gì, đến hỏi thăm thôi. Vừa qua đây là chỗ ăn uống không chờ chỗ vệ tinh. Đi vào bệnh viện là không tôi nghĩ. Ê, không tôi. Đúng rồi. Mà là chỉ quyên góp 400.000. Như kiểu phong bì. Cà chỗ 1 triệu. Wow, cà này hay gì nè. IC là 400.000 anh ạ. Cà chỗ 1 triệu. Là vào bệnh viện thì người ta có tục là tặng tiền cho nó nhanh. Ở Nhật nó thế, hay nhỉ, đúng thật, cứ tặng tiền, thích làm gì làm, nó dễ dàng. Ông chưa ai biết ông thích ăn gì, mua gì thì ấy. Một khi mua đồ đắt tiền mà không ăn uống hay dùng không được, vứt đi thì không dùng đến thì chả thấy biết được gì. Nói chung là bên Nhật nó rất là thực tế, nó như thế anh. Việt Nam thì hay công nghệ nhưng mà như thế lại hay. Phong bì. Có tên tôi trên đấy đấy. 4 lít đấy. Giờ đi thăm đại ca đã. Phòng 500.
518. Từ nữa có thể các bạn sẽ cảm thấy khó nhìn và zoom. Vì tôi đang quay bằng điện thoại thì nó không nghe zoom, nó sẽ zoom cho mình quay. Và cái kiểu số lê cả vui sẵn đã nhầm phòng, phòng rất là hiện đại nhỉ, sạch sẽ. Hát chỗ. Cô nghe. Cô. À cô ơi. Ừ. Ok. Mua gì cả. Bản đồ. Hai, hai, ở xe làm sao? え、さん、オッケーなんです。大丈夫、大丈夫。大丈夫ですか?大丈夫よ。大丈夫、大丈夫。まあ、まあ、まあ、まあ。今日も来たよ。うわ、すごい、すごい、すごい。あ、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 
có cả tivi. Nó thì có biết được cả đồ đấy. Vẫn đi được, vẫn đi được. Bệnh viện ở đây nó chăm sóc anh em tốt lắm mọi người ạ, chứ không phải là như Việt Nam là phải có tiền thì mình có trước có sau. Không này, đây khá đẹp. Chăm sóc bệnh nhân rất là tốt. Sao nhỉ? Hay. Lô rồi. Hay. Rồi, xin chào lô. Ai đi chào. Cảm ơn. Này này, sorry. À. Ê, ôi, xin chào. Đã được rồi. Đã. Ở đây có cái gì? あ、まだ、俺まだ。水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 。
Lấy hương bình nước sôi.
お湯か。 水も出る。お茶。コーヒー。お湯。お湯。水。 Nghĩa là máy này là có cả trà này. Trà nước nóng, nước lọc. A few moments later. Ai, 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 ai,
rồi sức khỏe này, công việc hay là lúc bị tai nạn hay là công việc này, nói chuyện vui vui phiến khi nào tôi về sau đấy làm gì hay làm gì, rồi đưa phong bì lúc đã đúng tiền ở trong phong bì đó. Với sau đó thì có vợ ông ấy đến thì tôi quay một ít, thì khá là ngại nên là không nên quay cái phần giường bệnh của họ cũng thế, tôi cũng quay khá là ít nên là không có rõ lắm. Nhưng mà thực sự là theo những cái gì tôi đã quan sát và những cái hiểu biết của tôi ấy, thực sự bệnh viện ở Nhật nó sạch sẽ, gọn gàng, nó không giống như là ở Việt Nam là có mùi bệnh viện, mùi thuốc, mùi rất là hóa chất, mùi rất là sợ, mà nó rất là thơm, không phải rất thơm mà là mùi dễ chịu, điều hòa, cảm giác nó thư thái, nhẹ nhàng, cảm giác đấy thực sự nó mới nào lại cảm giác người bệnh mau hồi phục cái mùi hôi, mùi yếc, mùi nồng nặc đông người, có chứ không? Giường bệnh nhá rất là yên tĩnh, gọn gàng sạch sẽ, mỗi cái giường đều có rèm riêng biệt từng phòng một luôn, trong cái khu phòng đấy thì nó sẽ có tivi, tủ để quần áo, để đồ đạc linh tinh đấy, giường thì giường nâng, giường hạ, đệm tiếp đệm ga với đệm đầy đủ đó. Đặc biệt ở Nhật rất là hay, ở người ta hay ở chỗ cái cách nhân các y tá nhân viên chăm sóc cực kỳ tử tế luôn, chứ không phải là khinh bỉ hay là ông có tiền thì tôi chăm, ông không có tiền thì tôi khinh, hay là xấu thì bẩn thì yếu già thì mình phục vụ không đàng hoàng ấy đó.
đây rất là ai cũng như ai, từ giám đốc cho đến người thì bình thường đấy, mà họ chăm sóc rất là tử tế luôn, chăm sóc tận tình luôn ý, chứ không phải là giống như con chăm sóc bố mẹ ấy đấy. Họ ai kể tôi nói thấy không cần phải người nhà vào thăm, người ta vẫn chăm sóc tử tế đấy. Nhất là cái chế độ chăm sóc rất là không phải ưu tiên những ai đút lót tiền nong, không phải ông đút tiền thì tôi nghĩ ưu tiên khám ông trước, chăm lo tốt cho ông đấy, ai như ai, ai đến trước làm trước, ai đến sau làm sau đấy, ai cũng như ai. Thế là rất là nói chung là sạch sẽ, gọn gàng, tử tế và chuyên nghiệp, nói chung là tốt hết cả. Có cả căng tin đấy, anh em xem, có cả căng tin cửa hàng tiện lợi ở trong ấy, cửa hàng tiện lợi, máy bán nước tự động trong bệnh viện, đầy đủ hết cả mọi thứ. Thật sự là tôi thì ở bên này là tôi đi khám mấy lần rồi, thì kết họ chăm sóc kể cả những người thực tập sinh của anh em bọn tôi, người nước ngoài cũng không khác gì người Nhật cả. Và trước đấy có cái anh của anh sân bay á, cũng bị bùn rút thừa bên này, phải nằm viện khoảng 10 ngày. Mà thật sự là ông ấy nói là họ chăm sóc rất là tốt luôn, giống y hệt như là con chăm sóc bố mẹ luôn, không cần phải lo toan gì hết, cứ ăn ngủ nghỉ bình thường, phục vụ rất là chu đáo, nhiệt tình, thân thiện. Đấy, cũng là đất nước tiên tiến phát triển, quy củ pháp luật quy tắc nó rõ ràng, đâu vào đấy anh em. Thì đó thì gì nữa không nhỉ? Tại vì tôi thấy ông ấy bị xương bị đau nè, với cả cái tôi ít quay nhiều hơn nên là thì thiếu sót, nên là lúc mà tôi quay nó không được chỉnh máy nhất, nó xung lệch thì anh em thông cảm. Thì video của tôi sẽ kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn tại các video tiếp theo. Bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's